Chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài học về cái dự án 2. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái slider 3D. Hôm trước thì chúng ta đã tạo cái gì các bạn? Chúng ta đã tạo cái header, chúng ta đã tạo cái menu navigation rồi đúng không nào? Ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cái phần phần phía dưới của nó. Thì các bạn nhìn cái phần dưới này của chúng ta sẽ chia thành những cái khu vực sau. Phần cái khu vực này là các bạn ha, chúng ta chia những cái tiếp sau. Thì các bạn đương nhiên nè, các bạn sẽ thấy là cái khu vực này chúng ta cũng không full tất cả, cho nên chúng ta sẽ xài cái class là gì các bạn? Container đúng không nào, chứ không phải là container plus các bạn ha, chúng ta container. Và các bạn thấy nè, đây nè, ba cái chữ này, ba chữ này thì rõ ràng chúng ta xài một cái header, nhưng mà gì các bạn thấy nó nghiêng ha, thấy nó nghiêng thì lát tôi sẽ chỉ các bạn cái nghiêng này như thế nào. Rồi chúng ta xài một cái gì các bạn, cái hình. Và những chỗ này chúng ta xài cái slider. Đây các bạn thấy ha, đây là một thực chất là một cái slider đó các bạn, một slider ha. Thì chúng ta trong bài này chúng ta xài cái responsive slider, cái gì các bạn, cái thư viện jQuery đó ha. Và chỗ này chúng ta có cái phần là gì các bạn, một cái nút ha, chúng ta có một cái nút bấm vào thì nó sẽ đi đến một cái trang nào đó, thì đó là cái khu vực ở phía này. Thì chúng ta bố cục ra làm sao đây, các bạn sẽ xem. Container nè, root container được chưa nào. Sau đó chúng ta có một cái thẻ nó bao quanh, là chúng ta đặt là banner button chẳng hạn, button. Chúng ta có một cái bên left nè các bạn, cái right, left right. Đây các bạn thấy left right nè, một cái left một cái right. Và một cái shop ở phía dưới, một cái shop ở phía dưới này, chúng ta có khu vực này chúng ta chia làm hai đó nè. Banner button là bên này, và cái phần một cái phần là shop. Và các bạn thấy nè, shop. Đây, là một cái nút, một cái nút. Rồi trong cái phần banner button chúng ta chia làm hai, một cái left một cái right, một cái left một cái right. Thì cái left của chúng ta xài cái H2, và chúng ta nghiêng thì chúng ta đơn giản xài một cái thuộc tính của thằng CSS3 các bạn thấy đây. H2, tôi sẽ thấy cái thuộc tính là transform đó các bạn. Transform đây. Banner này các bạn, bottom left banner H2, và chúng ta cho cái thuộc tính là transform bằng chúng ta rotate, có nghĩa là chúng ta quay âm 15 độ, là không quay theo cái hướng là gì các bạn, bên trái, quay hướng bên trái chúng ta âm 15 độ ha. Bởi vì là gì các bạn, hướng này nè, chiều khi mà chúng ta giống ngang xuống thì cái chiều bên phải là từ cái hợp với là trục ngang, với lại bên phải là dương, còn chúng ta đang xoay xe từ chiều trái, cho nên là nó âm 15 độ. Và các bạn cũng thấy cái webkit transform nè, ha, webkit transform thì để cái webkit này để thông báo là đối với những trình duyệt Chrome Safari thì nó sẽ xài app, nó sẽ apply cái này các bạn, nó sẽ webkit transform ha. Còn những cái mặc định còn lại nó sẽ xài thuộc tính là transform, còn webkit để thông báo cho những trình duyệt Opera, Chrome và Safari đúng không nào, Safari. Như vậy là chúng ta đã thực hiện vấn đề quay, là chúng ta xài transform rotate để chúng ta quay 15 des, nên là độ đó các bạn, độ ha, chúng ta quay âm 15 độ về bên trái. Ok nào. Đó là chúng ta xài H2 xong. Rồi thử thằng bên phải của chúng ta ha, thằng bên phải nè các bạn. Thì thằng bên phải của chúng ta xài cái slider. Mà slider các bạn thấy này, chúng ta có ba cái chuyển động đúng không nào? Thì chỗ này chúng ta khai báo một cái UL thôi ha, một cái UL đây các bạn. UL của chúng ta ha, UL. Thì trục bay vào code để cho các bạn thấy nó rõ hơn ha. Đây chúng ta có ba cái UL này các bạn đây ha. Chúng ta tạo một cái banner right này, banner bottom right này, chúng ta phải có một cái lớp để nó bao quanh nó, cái bao quanh cái slider của ta, tên là chúng ta đặt là Compass Container. Chúng ta phải có chữ Compass này để lát chúng ta trong cái việc trên cái slide của chúng ta nó sẽ gọi cái này các bạn ha. Và chúng ta có cái UL là những cái slider. Và chúng ta phải đặt nó là ID là slider 4 chẳng hạn ha. Và đây là những slider nè các bạn, là UL có nhiều cái LI, chúng ta có nhiều cái LI. Thì trong mỗi cái LI này chúng ta sẽ có những cái là chúng ta phải viết class là banner info, chúng ta phải viết chính xác như vậy ha. Để cho cái slider chúng ta đã khai báo này rồi, nó sẽ hiểu đây là những cái nội dung hay là thông tin của cái slider của chúng ta. Chúng ta phải viết giống đúng cái tên lớp này thì nó mới chạy được, bởi vì trong cái slider đã khai báo rồi, nó đã gọi những query liên quan đến class này rồi. Nó truy vấn những query, chia truy vấn query đến những cái class này, cho nên chúng ta phải đặt cho nó đúng ha. Compass container, chúng ta đặt cái class rebusyslider, rồi chúng ta đặt cái tên từ khi nào, và trong này là những cái lời, là những cái nội dung của slider của ta. Chúng ta có bao nhiêu cái, chúng ta viết vô 1, 2, 3. Thì khi lập trình á, các bạn có thể thay thế chỗ này bằng những cái câu lệnh của chúng ta ha. Thay thế này, chúng ta lấy cái tag lên, chúng ta thái lên, hay là thậm chí các bạn có thể sửa ở đây ha. Các bạn muốn sửa gì, muốn sửa chỗ này thì chúng ta cứ sửa ha. Rồi thì khi chúng ta đã tạo này xong rồi thì chúng ta buộc phải có cái file javascript. Đây các bạn phải có file javascript này, responsive slider.min, chúng ta phải có cái javascript này phải có file javascript này chúng ta include vào thì nó mới chạy được ha. Chúng ta phải include cái javascript vào các bạn ha. Responsive slider, chúng ta responsive slider
Đây, chúng ta phải có cái JavaScript của nó vào, chúng ta include, chúng ta include ở đây cũng được. À, chúng ta không vào cái include trên cái thằng head mà chúng ta include ngay tại đây. Đây là cái phần banner của chúng ta. Phải có responsive slider. Khi mà chúng ta bỏ như vậy rồi, chúng ta phải gọi một cái hàm để cho nó chạy. Hàm để cho chạy thì hôm trước trong cái bài liên quan đến cái slider tôi có hướng dẫn cho các bạn. Ha. Thì chỗ này chúng ta khai báo là window location, window location đây. À, các bạn cũng có thể xài cái phương thức này. À, hoặc là chúng ta xài cái này để chúng ta đảm bảo là cái tất cả cái thẻ ready, cái thẻ jQuery chúng ta đã được render ở trong trình duyệt. Và sau đó chúng ta gọi cái sap slider 4, chúng ta gọi cái ID này này các bạn. Đây, ID này slider. À, chúng ta gọi để chúng ta cho nó chuyển động slider 4. Chúng ta chấm responsive và bên trong này là những cái tham số các bạn. À, tham số chúng ta viết vào. Ví dụ như là gì các bạn, chúng ta cho nó có tự động chạy hay không, true là nó tự động chạy. Nó có phân tăng hay không, bear là nó 3 đó các bạn. Chúng ta có navigation hay không, chúng ta tắt. Và tốc độ nó chạy là 10-500. Còn next byte là callback là cái mà tôi vừa nói nãy. Đó là cái next byte này các bạn. Đây, nó phải có từ callback này. À, nó là name byte, nó bắt buộc chúng ta phải có. Còn mấy cái này là những cái sự kiện. Các bạn có thể ví dụ như là sau khi nó chạy xong, chúng ta muốn làm gì đó. À, sau khi sự công thì chúng ta thêm cái gì vào. Thì cái này là do những sự kiện các bạn viết sau này. À, before, trước khi nó chạy và sau khi nó chạy. À, chúng ta muốn thêm gì thì chúng ta thêm. Thì để các bạn biết được nội dung những cái này, các bạn đơn giản các bạn gõ responsive slider. À, đây, các bạn tìm nó cái cách sử dụng. Luôn luôn nó có những cái tài liệu các bạn ha, responsive slider document. Đây, documentation. Đó, các bạn sẽ thấy này, responsive slider.cs, jQuery slider đây. Thì các bạn sẽ thấy những cái function cho nó chỉ cho các bạn như thế nào, ngay cái cách để chúng ta xài. Đây, script này, responsive slider.min.js nè, rồi những cái slide nè, nó bỏ hình vào. Đây, ví dụ như slide này các bạn, nó có những cái CSS của nó nè. Chúng ta phải có những CSS này vào trong cái file CSS chúng ta buộc phải có. Các bạn sẽ nhìn thấy cái này. Rồi chúng ta gọi nè các bạn, chấm responsive slide. À, chấm slide, slide, chấm responsive slide. Đây, chấm responsive slide. Thì có những cái tham số các bạn tùy điền vào đây. Là tất cả những tham số nó có giải thích cho các bạn là tham số này làm gì, tham số này làm gì. Nó có giải thích ở đây. À, thì chúng ta có thể xài. Đó, chúng ta có thể xài. Đó, tùy các bạn có thể tùy ha. Thì chúng ta căn cứ vào đây để chúng ta xài cái slide của chúng ta. Các bạn cũng có thể xài cái slide khác là tùy ha. Thì các bạn cứ search là re và các bạn cứ search là nó có responsive, tại vì nó khi mà nó responsive thì nó đáp ứng các bạn những tính năng này. Đó, nó tự động responsive đó các bạn ha, tự động responsive. Cho nên các bạn nên những xài những cái là responsive slide. À, chúng ta slide. Rồi chúng ta search ví dụ jQuery chẳng hạn, trước tôi có chỉ cho các bạn rồi. Đúng không nào? Free. Đó, nó sẽ ra những cái, ví dụ responsive slider này, đó, step free, vân vân. Rất là nhiều cái, các bạn có thể chọn bất cứ cái slider nào các bạn gắn vào đây. Mà khi các bạn gắn vào thì các bạn nhớ những cái tôi vừa nói là chúng ta phải có cái file gì các bạn. À, chúng ta phải có cách gắn nó như thế nào, cái file CSS như thế nào, rồi cái file CSS có hay không. Sau đó chúng ta thêm những cái navigation, những cái để bấm đó các bạn, những cái chấm chấm để bấm. Rồi chúng ta xem CSS của nó vào là như thế nào, vào có trong chấm style.css của chúng ta. Rồi chúng ta gọi cái đoạn JavaScript ra sao, rồi những JavaScript mặc định, còn cái này là JavaScript, áp lên loại jQuery mặc định hoặc là jQuery liên quan đến những tham số chúng ta bỏ vào, à, để chúng ta chạy được cái banner của chúng ta. Thì như vậy là chúng ta đã xong cái phần về các bạn, cái phần banner, à, cái phần banner được chưa nào, chúng ta xong phần banner xong rồi chúng ta đi đến cái nút này, à, cái nút này các bạn làm CSS thôi, à, làm CSS thôi. Thì cái nút này chúng ta thêm một cái nút đây, chỉ đơn giản là cái button thôi các bạn, à, link này, link Leave đi để nó xóa cái flag của chúng ta ha. Ngay khi xong chúng ta clear đi. Đây, đây là một cái nút các bạn có thể A nè. Khi chúng ta A nó thì chúng ta dàn cái layout cho nó thôi ha. Phong size, layer, letter, spacing vân vân. Rồi khi click vào cái A này thì đi đến cái trang là single đây các bạn. Ví dụ click vào đây đi đến cái trang single của chúng ta ha. Đi đến cái trang này được chưa nào. Thì cái phần này đơn giản rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái phần này, là chúng ta tạo ra cái layout cho cái thằng này. Thì các bạn thấy là để chúng ta tạo cái layout này thì các bạn nhìn nè, chúng ta chia như thế nào đây, một column, hai column và ba column, như vậy là chúng ta có 444 đúng không các bạn, 444. Rồi chúng ta chia đây cái content tiếp theo, container của chúng ta vẫn là container, không phải là container fruit, bởi vì là gì, nó không có full. À, bây giờ các bạn thấy nè, online strip của chúng ta, à, chúng ta có một cái div ở bên ngoài và trong này chúng ta chia nè các bạn 444 đây, 444. À, và trong cái này thì chúng ta thêm những cái css, à, những cái class để chúng ta điều chỉnh CSS cho nó thôi. Follow us thì trong này chúng ta dàn những cái thông tin về nó, ví dụ như một cái H3 đúng không nào, một cái icon đấy, Twitter, một cái icon là Facebook. Thì các bạn, cái icon này chúng ta lấy từ đâu đây, a.twitter chúng ta tweet cho hay, chúng ta lấy cái background chúng ta gán vô này các bạn, background nó có sẵn nè,
nó có sẵn. Và hôm trước tôi cũng đã chỉ cho các bạn xài cái sprite rồi đúng không nè, đúng không? Thì nó cái sprite này nè các bạn, cái twister, chữ cái hình twister đứng đầu tiên đó các bạn, đây trong cái hình các bạn nhìn nè, thì chúng ta cũng là no repeat và chúng ta lấy là không không, có tốc độ không không để nó lấy được cái icon twister ra. Còn icon Facebook đây thì các bạn thấy nè, cũng là no repeat nhưng icon Facebook chúng ta là âm 25, âm 25 đây, Facebook âm 25 và không âm 25 thì chúng ta lấy được cái icon của Facebook, nên là xài cái kỹ thuật là sprite hình. Sprite hình các bạn xem lại cái bài sprite tôi đã chỉ rồi ha, thì nó lấy là âm 25 không là cái thực sprite hình các bạn ha. Chúng ta có nhiều cái hình trong một cái hình và trong tương ứng thì chúng ta lấy cái hình nhỏ bên trong thì chúng ta xài cái kỹ thuật là background no repeat và chúng ta lấy những cái tọa độ tương ứng để nó lấy ra những cái hình tương ứng cho chúng ta ha. Và mỗi hình nó có cái width với lại cái height tương ứng ha. Thì đó là chúng ta dàn được cái phần bên này, là tương ứng như vậy chúng ta dàn cho cái phần online này shipping risk này cũng là shipping đúng không, một cái biểu tượng shipping đây, một cái hình shipping và trong đó là chúng ta có những cái tag cho nó tương tự như vậy, các bạn dàn cho cái thằng order ha, dàn order rồi coi như là phần này xong. Bây giờ chúng ta đi đến cái phần gọi là danh sách các sản phẩm của chúng ta đây, danh sách những cái sản phẩm ha, danh sách những cái sản phẩm thì đầu tiên chúng ta có cái này không nói gì cả ha, đây cái phần header của nó, chúng ta cho một header, chúng ta cho cái test center, cho cái head test center. Và bây giờ chúng ta dàn đến cái phần quan trọng là cái phần cái risk. Thì các bạn nhìn cũng đơn giản thôi, cái risk của chúng ta nè chia là 1, 2, 3 đúng không nào, thì cứ như vậy các bạn chia 1, 2, 3, 1, 2, 3 thì chúng ta có một cái thằng column gì các bạn 4 đúng không nào, 4, 4, 4 chúng ta chia 4, 4, 4 và dưới này thì chúng ta có những cái thành phần liên quan đến cái thằng A, đến giá, đến cái biểu tượng này. Và các bạn chú ý một điều, khi tôi rê chuột vào cái khu vực là cái hình của chúng ta ha, thì nó có cái nút nó hiển lên trên ở giữa cái hình thì nó làm ra sao, bây giờ tôi hướng dẫn lần lượt cho các bạn. Đầu tiên là chúng ta chia lưới sản phẩm, chia lưới sản phẩm ha. Đây, cái product grid của chúng ta này, chúng ta chia lưới ra. Đây có rất là nhiều các bạn thấy nè. Đó, tất cả này một cái sản phẩm nè. Hai, ba, nó cứ như vậy chúng ta chia thôi, ha, chia hết, chia tất cả. Được chưa nào? Và chúng ta chia là column medium đúng không nào? 4. Và các bạn thêm cho nó một cái class là product. Được chưa? Thêm cho nó thêm một cái class là symbol card để chúng ta thực hiện cái card này các bạn, ấn cái card này để nó chạy lên đây này, nó thêm vào một. À, là nó symbol card, chúng ta thêm symbol card. Rồi chúng ta cho nó là text align là này các bạn, center đây, nó có text center, text center. Rồi trong cái này chúng ta dàn ra sao? Các bạn xem đầu tiên là cái thẻ A bao ngoài cái hình và ở trong là một cái hình sản phẩm. Thì khi mà các bạn lập trình chúng ta lấy động lên, chúng ta fill những cái dữ liệu này và thực chất những cái này thì các bạn nó xài một cái vòng lập để nó sinh sản phẩm ra. Ví dụ các bạn muốn lấy 8 thì chúng ta lập 8 lần. À, và chúng ta sẽ show những cái sản phẩm, chúng ta thực chất cái này chúng ta chỉ build một lần thôi ha, và chúng ta loop chúng ta for để chúng ta loop cho nó 8 lần như vậy thì nó tạo ra cái sản phẩm mà chúng ta lấy sản phẩm từ cơ sở liệu. Còn trong cái này chúng ta không có làm cái việc đó trong khóa học này, chúng ta chỉ là dàn cái layout thôi ha, cho các bạn biết cái cách dàn thôi đó. Thì khi mà các bạn dàn layout, chúng ta có cái thẻ A này, có cái hình image được chưa nào, là chúng ta dán nó rồi sau đó chúng ta có cái mask đây nè các bạn, đây cái mask đây, người ta gọi là cái mask này, nó sẽ cái mask. Thì mặc định cái mask này là nó display bằng none, mặc là display bằng none ha. Và chúng ta cho position là bằng absolute, chúng ta điều khiển cái top và cái left để nó nằm ngay cái phần chính giữa của cái sản phẩm chúng ta. Khi tôi hover chuột vào thì cái mask này là display bằng lock đây, khi mà tôi lock lên là các bạn thấy đó, lock lên các bạn là nó show lại ha. Khi hover vào thì chúng ta mới lock, còn mặc định là nó là none. Khi chúng ta rê chuột vào trong cái product này các bạn, nó có cái product đây, product mask bằng hover bằng bằng block, thì lúc đó nó gì các bạn, nó hiển thị cái button của chúng ta lên. Đó, các bạn nhìn thấy hiển thị cái này mặc định nó là none, khi rê chuột vào thì nó block. Và trong này chúng ta có cái thẻ A để chúng ta điều chỉnh đây nè các bạn, single quick view nè đó, thì các bạn xài CSS cho nó thôi, nó xài CSS nè để chúng ta có được cái CSS, có được CSS cho nó đó các bạn. Chúng ta có CSS background color font size gì đó, product grid A, các bạn tạo cái CSS cho nó ha. Thì trong này các bạn chú ý gồm những phần sau đây. Một là gì các bạn, cái hình và có thể A để chúng ta click được. Một cái mask layer để là gì các bạn, cái mask này để là khi chúng ta có một nút quick view ha. Rồi chúng ta cũng có thể A đây các bạn, A đây, khi bấm vào thì nó đi đến cái sản phẩm của chúng ta, đến sản phẩm của chúng ta. Và dưới này chúng ta có những cái liên quan đến cái thẻ B, ví dụ như là item nè, item add đó là cái gì các bạn, một cái symbol card, đó là một cái lớp của symbol card, là một cái lớp của symbol card. Chúng ta phải đặt cái tên là item cả item add này để chúng ta bấm vào thì nó add vào sản phẩm, thì chúng ta bấm vào add vào số 2 đó,
thì cái thằng đó là cái thằng JavaScript symbol card nó sẽ thực hiện. Các bạn nhìn cái thằng symbol card nó sẽ thực hiện ở phía dưới ha. Đây thì rõ ràng chúng ta đã có được tất cả những cái sản phẩm, nó sản phẩm hết được chưa, sản phẩm của chúng ta à, đó là tất cả những sản phẩm và chúng ta xài Clipfix thôi được chưa. Và cái gọi là cái script mà các bạn thấy là cái script là item item add này thì chúng ta sẽ xem ở phía dưới cái phần symbol card chúng ta đã include ở trên đó các bạn. Đây này, các bạn nhớ trong cái phần header phần head của chúng ta có cái script là symbol card. Đây symbol card này các bạn, thì trong script này khi mà chúng ta nó sẽ bắt là gì, nó sẽ bắt là nó khi mà người dùng bấm vào symbol card đó, symbol card này, bấm vào cái symbol card đây a này, khi người dùng bấm vào có class là symbol card card thì nó sẽ bắt cái sự kiện đó trên cái tay a này với cái class này trong cái file trigger là symbol card, nó sẽ bắt và nó sẽ thêm vào đây cho các bạn, thêm vào đây cho các bạn. Đó là chúng ta xài symbol card và chúng ta đã dàn được tất cả cái read của chúng ta ha, cái read của chúng ta dàn được rồi. Bây giờ cái phần này đến cái phần này thì các bạn nhìn thấy nó cũng là một cái slider đó, nó chạy chạy như vậy là một cái slider. Thì chỗ này chúng ta gắn slider ra sao, tôi collect cái phần này lại đó. Bây giờ gọi là những cái sản phẩm khác ha, những sản phẩm khác chúng ta có một cái là class bằng other class, other product là những sản phẩm khác, và chúng ta xài cái jQuery cái slider chỗ này. Chúng ta vẫn có container ha, một cái container. Rồi chúng ta cho gì các bạn, chúng ta cho một cái slider, cái này là cái tag feature collection nè, chúng ta cái tag bình thường này, đây nè các bạn, đây feature collection nè ha, cho cái tag vào. Rồi các bạn thêm những cái slider đây thì chúng ta thêm những cái sản phẩm vào, chúng ta gọi một cái lớp là SPS flash slider, chúng ta buộc phải có một cái lớp wrapper bên ngoài, rồi chúng ta có một cái lớp bên trong là inner, bên trong thì chúng ta dàn những cái hình chúng ta cần thể hiện. Đây chúng ta cũng có UL và tất cả những cái sản phẩm của chúng ta, ULLI tất cả sản phẩm ha, tất cả sản phẩm thì các bạn cũng dàn đơn giản vậy thôi đó. Chúng ta dàn những cái sản phẩm ha, sau khi dàn sản phẩm này thì chúng ta gọi một cái sự kiện là các bạn thấy có cái ID của nó nè, ID đúng không nào. Rồi chúng ta thêm cái script, chúng ta gọi thôi, đây các bạn thêm script nè, đây là cái đoạn script của chúng ta, chúng ta có là jQuery flash slide.js jQuery để có cái slider đó. Và cái đoạn script nó gọi này các bạn cũng là window location load ha, và flash demo 3 đây, flash demo 3 này chúng ta gọi ha, flash demo 3.flash size, rồi sau đó các bạn đưa những cái tham số vào cho nó. Thì cái cách sử dụng các bạn cũng tương tự, chúng ta search cái này thôi ha, flash slide, chúng ta search cái đây flash slide các bạn, search search nó xảy ra làm sao đúng không nè, đây flash slide documentation đó các bạn, xài documentation của nó Reversive Kazazel, nên nó thực hiện là Kazazel đó các bạn. Đó, thì nó là cái Kazazel, nó cũng cho phép các bạn rất là nhiều cái xài ha, rất là nhiều cái xài. Thì hướng dẫn cái cách xài của nó, document đây, các bạn nhìn trong repo nè, trong GitHub nó bỏ hết lên này ra các bạn. Đây, ví dụ nó đặt cái My Kazazel và dưới này nó đưa những cái tham số này các bạn, nó đưa những tham số cho các bạn gọi. Đây, nó sẽ giải thích cho bạn tham số như thế nào luôn, tốc độ nè, tự động chạy hay không, tốc độ tự động chạy, dừng khi hover, vân vân. Thì đó nó hướng dẫn cho các bạn xài đây và những cái demo của nó ở đây ha. Các bạn muốn tải sụp nó về thì tải sụp download cái zip về, đó là nó xài cái slider. Thì khi mà các bạn muốn xài slider nào, các bạn cứ search và các bạn xem cái hướng dẫn của nó mà các bạn xài thôi ha, xem hướng dẫn mà các bạn xài. Đây chúng ta đi đến cái phần đó chẳng hạn, đây là những cái sản phẩm của chúng ta đã ha. Đây other product, thuộc tên other product, và chúng ta chọn class và container ha. Chúng ta đưa những cái ULLI là những cái sản phẩm của chúng ta, vẫn có item add thì chúng ta có thể add vào giỏ hàng ha, add vào giỏ hàng. Đây cái script chúng ta gọi là các bạn, một cái script flash slider 3 được chưa, và chúng ta truyền những tham số vào ha, thành những tham số vào. Sau đó chúng ta phải gọi cái script này, gọi cái jQuery cho nó để cho nó chạy. Như vậy là chúng ta đã gì các bạn, đã thực hiện xong cái phần slider này ha. Rồi tiếp theo thì cái phần gì các bạn, chúng ta chia cái subscribe này. Subscribe này chúng ta cũng này đơn giản thôi. H3 rồi cái một cái form để chúng ta send dữ liệu đi. Đây các bạn xem cái form này. Subscribe chúng ta gom lên. Đây, new ledger có nghĩa là gì? Cái người dùng muốn nhập vào đây thì tôi khuyến cáo là trong trang web của các bạn nên có những cái form này để người dùng là gì? Subscribe có nghĩa là người dùng muốn là khi có sản phẩm mới chẳng hạn thì chúng ta sẽ gửi email cho họ. Thì đây là cái cách để chúng ta thu thập những email khi người dùng muốn ha. Người dùng muốn thì người ta nhập email đây, người ta bấm subscribe, chúng ta lưu lại. Khi chúng ta code thì chúng ta lưu cái email này lại và chúng ta sẽ có được một cái danh sách tất cả email khi mà có chiến dịch, ví dụ như khuyến mãi hay gì đó, thì chúng ta chỉ cần gửi một cái list những cái danh sách này đến cho người dùng của các bạn, đến cho người dùng. Thì đây các bạn thông thường thấy những cái trang điện tử thì nó có những cái là như thế này, những cái như thế này cho các bạn.
Đó. Rồi khi mà chúng ta làm này thì đó, thì các bạn new lesson chúng ta chia ra theo container và chúng ta chia ra ba đúng không nào? Các bạn thấy container này chúng ta chia ra này, à, bên trái bên phải các bạn, à, rồi chúng ta chia ra. Rồi phần cuối cùng là chúng ta là chỉ các bạn cái footer, à, phần cuối cùng là footer. Thì footer các bạn nhìn thấy là có bao nhiêu cột? 1, 2, 3, 4. Đúng không? Có 4 cột thì chúng ta là 3, 3, 3 đúng không các bạn? Chúng ta chia footer, container, đúng không? Và chúng ta chia ra cái mà cái gì các bạn? 3, 3, 3 thôi. Này span 4 này các bạn, này chúng ta chia 3, 3, 3, 3. Và cứ như vậy chúng ta dàn những cái tag bên trong này, tôi không nói nữa, chúng ta đơn giản rồi đúng không? Tên sau đó UL để chúng ta dán những cái nội dung bên dưới của nó này, đó tất cả những cái nội dung. Thì cái này quá dễ đối với các bạn ha, thì các bạn làm thôi được chưa. Và chúng ta thêm cái hình, hình đây là một cái hình thôi, còn cái này là cái gì các bạn, cái đăng ký bản quyền của chúng ta, đăng ký bản quyền được chưa. Như vậy tóm lại là cái phần trang chủ, à, chúng ta cứ như vậy chúng ta chia và chúng ta làm. Các bạn có thể tự động biến thành những cái style khác nhau, không phải giống như vậy cũng được. Các bạn muốn rê chuột vào cái này nó biến màu hay là cái này nó có màu chẳng hạn thì tùy các bạn có làm thoải mái, bởi vì chúng ta đã học hết rồi, à, chúng ta làm thoải mái được chưa. Thì đó là nội dung của cái trang chủ, nội dung của trang chủ, bài này kết thúc ở đây ha, cảm ơn các bạn.